Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày giáp ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung kim kỷ tuổi mậu tý nhâm tý ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu tý nhâm tý canh dần tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc, sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao dại thần, đại cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao tục thế tốt mọi việc, nhất là cưỡi hội. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai, 6. Đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý đang có điểm báo dễ gặp chuyện không hài lòng trong công việc ngày hôm nay. Ngày này đối với bà tuổi Tý đang gặp ngày Tý ngọa tương xung có kẻ niếm đá giấu tay nhằm hãm hại bạn tuổi Tý không muốn cho bạn có được thành công. Do đó, với bạn tuổi Tý trong ngày này, hãy thận trọng hơn trong từng việc của mình làm, đừng để lộ ra những sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng để rồi từ đó bày mưu tính kế để hãm hại bạn, làm cho bạn sập bẫy. Chính bản thân của bạn tuổi Tý cũng cần phải có biện pháp để đề phòng mọi lúc mọi nơi. Ngày này đối với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này khiến cho mọi chuyện của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay dường như có cái sự thiếu suôn sẻ thuận lợi khi mà ngay cả chuyện tình cảm vốn gì đã rất tốt đẹp cũng trở nên không được như ý và với bạn tuổi Tý có thể sẽ mắc phải những rắc rối phiền phức ngoài ý muốn xảy ra trong ngày, hiểu lầm khiến cho cuộc tình của bạn mệnh tuổi Tý đứng trước nguy cơ tan vỡ nếu không kịp thời tháo gỡ và chứng tỏ tình cảm của mình thì hố sâu ngăn cách giữa hai người sẽ được tạo ra vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đề phòng kẻ xấu hãm hại hãy suy nghĩ và hành động khoa học tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình yêu đứng trước nguy cơ tan vỡ tìm cách tháo gỡ mọi khúc mắc càng sớm càng tốt từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm chân thành sẽ chín thắng bạn hãy cứ sống thật lòng với mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ công danh không được thuận lợi nên thay đổi bản thân học cách quyết tâm và bản lĩnh hơn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hãy cố gắng nỗ lực để có được thành công như ý muốn vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo trại qua một ngày không được mấy may mắn khi mà với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày Sửu ngọ tư hại gây ra và bạn tuổi Sửu ảnh hưởng nhiều đến vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong công việc vì tính khí của bạn nóng nảy. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, bạn bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn ngày thường. Bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều tới tiền tín độ công việc của bạn nữa và với ba tuổi xỉu trong ngày này cũng cần đề phòng tuổi nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần có thể họ không có ý đồ xấu nhưng những việc họ làm lại tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn mệnh vì vậy bạn không nên bỏ co, đừng để cho mình rơi vào cạm bẫy của kẻ tiểu nhân khiến cho sự nghiệp của mình gặp nhiều trở ngại. May mắn trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tự xỉu, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn sôi đường dẫn lối. Cho nên với bạn tự xỉu, có thể nhanh chóng vượt qua được mọi chuyện. Bạn mệnh tự xỉu là người thông minh, nhân từ, dù không ham danh lợi thì cơ hội vẫn tìm đến với bạn. Thay vì hờ hững, bạn hãy tận dụng lợi thế của mình để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tình cảm không phải tự nhiên mà có, nên biết quý trọng người đang ở bên cạnh mình. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, dễ gặp nhiều rắc rối trong công việc vì tính khí của bạn. Tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa, dễ gặp hỏa tiểu nhân ở các tuổi xung trong ngày. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, phát huy lợi thế của bản thân, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc công việc gặp trục trặc cần phải tập trung hơn để xử lý và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang có được báo hiệu không ai có thể may mắn về tiền bạc như bạn trong ngày hôm nay. Ngày này đối với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện mang lại cho bạn tuổi dần những khoản tiền bất ngờ có thể là trúng thưởng, đối tác trả nợ được cấp trên khen thưởng nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần, đừng vì sẵn tiền trong tay mà tiêu xài quá hoang phí một cách phù phím. Số tiền này không đủ để cho bạn nâng bạn lên vị trí mới trong xã hội, cho nên đừng có tỏa ra khoe mỉa khoa trương cho cả thiên hạ hiếu kỳ được biết. Ngộ hành, mộc hỏa tương sinh báo hiệu cho bạn tuổi dần đang có được tình duyên khởi sắc. Bạn đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ. Ít nhất đó cũng là bước khởi đầu rất chi là tốt với bạn tuổi dần. Và trong ngày này đối với bà Tử Dần, bạn cũng đang gặp ngày có nhiều hung tinh chiếu mệnh như là sao thiên ngục, sao thiên hỏa, sao nguyệt phá, sao thiên tặc. Cái điều này cho thấy với bà Tử Dần đang chịu tác động rất xấu, không nên thực hiện những cái công việc như là xây cất, dựng trại, cưới gã, trộm cửa, làm thủy lợi, nuôi tầm, diêu cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành. Vì vậy, bạn mệnh nên chú ý điều này. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, công việc thuận lợi, sẽ kiếm được bạc tỷ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng và cố gắng vì tương lai. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, cân nhắc chi tiêu hợp lý, tránh vung tay quá trán, rồi lại nối tiếc. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, cần tập trung trong công việc nếu muốn đạt được thành tích tốt từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim tiền bạc được dư dôi thoải mái chi tiêu về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc của mình. Ngày này với bà tuổi Mão đang gặp ngày mạo ngọt tương phá điểm bái phá điểm báo phá tài đang đến rất gần với bạn có thể bạn mệnh tuổi mạo sẽ mắc phải sai lầm lớn và cái giá phải trả cho sai lầm đó chính là tiền bạc trong tay ngày hôm nay đang có cái sự hư hao rất lớn kiếm được đồng tiền của thiên hạ không phải là dễ dàng chút nào vì thế mà với bạn tuổi mạo cần phải có kế hoạch chi tiết thấu đáo cho mọi chuyện nếu muốn tiền địa ra tiền rủi ro luôn ở mức thấp nhất. Bù lại cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão, bạn lại nhờ có chính tài tương trợ cho nên cảm thấy tự tin trong mọi việc từ công việc cho tới chuyện tình cảm, cả những việc không dám quyết định hôm nay bạn quyết định dứt khoát hơn. Và hôm nay với bạn tuổi mão hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân mình. Vì vậy, bạn hiểu rằng đó là những gì mà mình đang từng trải co, từng đối mặt sẽ mang lại cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về một sự việc đang đến. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, đường tình duyên khởi sắc, tình cảm đôi bên thám thít, mặn nồng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, tin tưởng vào bản thân, tương lai thành công sẽ nằm trong tầm tay từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ dễ mắc sai lầm nguồn thu giảm sút từ vi tuổi tân mão thuộc mộc tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước để mọi việc luôn được thuận lợi từ vi tuổi quý mão thuộc kim tính kế đầu tư kinh doanh sáng suốt để kiếm tiền về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 1, số 9, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện, cho nên bạn tuổi thìn, bạn cảm thấy bạn mệnh thể hiện rất tốt năng lực của mình, thậm chí bạn còn khiến cho cấp trên ngạc nhiên với những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề thể hiện ở bạn. Vận trình công việc của bạn tuổi thìn trong ngày này nhờ đó mà có được sự may mắn hơn nhiều việc hợp tác làm ăn vô cùng là thuận lợi nhờ đó mà với bà tử thìn đang có được lộc phát tài rất lớn tuy nhiên trước khi chọn người hợp tác với bà tử thìn cần lưu ý tránh những người có tuổi như là nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần họ có thể khiến cho vận trình của bạn từ tốt chuyển thành xấu vì vậy với bạn tử thìn nên cẩn trọng là hơn trong ngày này với bà tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh họa dựng cho thổ cho nên với bà tuổi thìn có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình tình yêu sinh sôi nảy nở nhanh chóng mối quan hệ được thăng cấp bất ngờ khiến cho chính bạn tuổi thìn cũng phải ngạc nhiên những câu chuyện vui gắn kết giữa hai người lại với nhau mọi người sẵn sàng xóa bỏ những hiểu lầm để gần gũi nhau hơn nữa để cả hai có cơ hội tìm thấy được tiếng nói chung. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ quý nhân ở bên trợ mệnh phát huy tốt năng lực được cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hợp tác làm ăn sẽ có lợi nên tranh thủ cơ hội làm giàu. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc công danh sự nghiệp đi lên, tài lộc được dồi dào nên biết nắm bắt. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, sức khỏe suy giảm nên chú ý tạm bộ cho bản thân. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, tình yêu sinh sôi nảy nở cùng nhau cố gắng cho tương lai. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, năm sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày của tam hội cục nâng đỡ cho nên chuyện tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất chi là nhiều bạn mệnh tuổi tỵ nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền và nhanh tay dốc vốn vào đầu tư may mắn cho bạn mệnh khi thời cơ quá phù hợp và lợi nhuận thu về khá khả quan với bạn vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ ạ con đường tình duyên của bạn đang có được báo hiệu cực kỳ là vượng sắc. Nếu như bạn đang còn độc thân thì hôm nay hãy mở lòng mình, nhận lời mai mối của người thân xem sao, chắc chắn bạn sẽ có được nhiều bất ngờ thú vị trong chuyện tình cảm. Xong, ngày hôm nay công việc của bạn Tử Tỵ lại đang có điểm báo dễ nảy sinh trục trặc do thiên quan chiếu mệnh gây ra. Cái điều này làm cho bạn Tử Tỵ gặp phải nhiều rắc rối ngoài ý muốn vì tin người thái quá cuối cùng với bà tự tị thành ra tự hại bản thân mình. Xét về cái mối quan hệ tương sinh tương khắc ngụ hành trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ, bạn đang gặp ngày có họa khí vượng, vì vậy bạn tuổi tỵ dễ mắc các bệnh về đường tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột, lưỡi, bạn mệnh cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ ác thu nhập không tồi tranh thủ tận hưởng cuộc sống tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có tài vận lý tưởng nhanh tay nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đường tình duyên vượng sắc hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có thể hóa giải những mâu thuẫn mọi chuyện hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm thăng hoa rực rỡ, đôi lứa mặn nồng, thám thít. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngọ ngọ tự hình, cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn tuổi ngọ thất thường, rất dễ buồn phiền vì những chuyện liên quan tới tình cảm. Và với bạn tuổi ngọ, dẫu biết nhân duyên là thứ không thể miễn cưỡng, nhưng bản mệnh vẫn luôn cảm thấy tiếc nối khôn ngôi về những thứ đã trôi qua. Ngày này, bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có họa khí quá vượng. Cái điều này cho thấy gia đình đang là nội bất ổn đối với bạn tuổi ngọ, có nhiều chuyện tranh cãi, lục đục có thể bạn mệnh tuổi ngọ thời gian gần đây quá bận rộn cho công việc cho nên không có thời gian cho gia đình dẫn đến những mâu thuẫn không được hóa giải may mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp được ngày có chính quan nhập cục cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi ngọ đang trên đà phát triển rất tốt bạn mệnh tuổi ngọ nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tín thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai có được nhiều bước đột phá trong cái vận trình của bạn ngày này với ba tuổi ngọ tài thần ở hướng đông nam nếu như bạn có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bạn mệnh nên xem xét đến yếu tố này nói chung trong ngày hôm nay với bà tuổi ngọ sẽ có một ngày khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn lại thành quả thì mệt mỏi gì cũng được tiêu tan. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, tâm trạng thất thường, rất dễ buồn phiền, ảnh hưởng đến công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, gia đạo bất an, vợ chồng lạnh nhạt, nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, gặp nhiều mâu thuẫn, bình tĩnh đối mặt và giải quyết từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, công danh thăng tín nên biết nắm bắt cơ hội từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, làm việc vất vả nhưng sẽ thu được kết quả xứng đáng. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày ngọ mùi tương hội, nhờ thế mà bạn tuổi Mùi đang có được nhân duyên vô cùng là tốt đẹp, đào hoa nở rộ, có khả năng thu hút được sự chú ý của mọi người trong ngày hôm nay và ngày này những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu mà mình đã mong đợi bấy lâu. Duyên phận đến lúc nào chúng ta chẳng hề hay biết nhưng tình yêu sẽ có giác quan thứ sáu đôi bên sẽ tự tìm thấy nhau giữa vòng đời đông đúc. và với bà tuổi mùi cũng đang gặp được ngày họa thổ tương sinh, cái điều này mang đến cho vận trình của bạn tuổi mùi có được sự tốt đẹp cho những ai đã có gia đình. Tình cảm sau những bão rông càng ngày càng trở nên nồng nàn, thám thiết hơn. Với bạn tuổi mùi, không thể tưởng tượng được có ngày hôm nay tình yêu lại nồng thắm đến như vậy. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim bạn. Lại thêm, trong ngày này với bà tuổi mùi đang có được chính ấn trao cho bạn có thêm quyền lực và sức mạnh. Bạn hãy tập trung làm việc của mình để không bỏ lỡ mất cơ hội thăng tín bản mệnh trong ngày hôm nay được cấp trên trao cho thử thách để thử sức với mình nữa. Và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim vận đào hoa nở rộ có khả năng thu hút được mọi ánh nhìn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm vợ chồng tốt đẹp đôi lứa yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa quyền lực trong tay, tranh thủ để thăng tín, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, sức mạnh tình yêu, biến thành động lực để làm việc tốt hơn, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, cấp trên tin tưởng nên tranh thủ thể hiện năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này dù cho bạn tuổi thân có linh hoạt nhưng cũng có những lúc bạn đang có sự cứng nhắc khiến cho bạn mất đi cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình và thuyết phục cấp trên về khả năng thăng tín của mình nữa. Và với bà tuổi thân, bản tính của bạn có được sự nhanh nhạy, tháo vát, thích nghi nhanh cho nên chỉ cần điều chỉnh bản thân một chút mọi khó khăn đều có thể được giải quyết dễ dàng và bạn tuổi thân hãy luôn tin tưởng tự tin vào bản thân mình ngày này đối với bạn tuổi thân trong cái mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc bạn tuổi thân đang gặp ngày hỏa xung khắc với kim cái điều này sẽ gây ra những bất đồng trong cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn tuổi thân Vợ chồng, dẹ nẻ sinh tranh chấp, cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân là dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn mệnh cũng cần phải giữ bình tĩnh cho mình. Tình yêu như tòa lâu đài cát, sai thì khó, chứ phá thì dễ dàng vô cùng, tình yêu mong manh nên cần phải cả hai người chung tay vun đắp, Dự gìn mới có thể tồn tại được lâu bền. Và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy muốn thành công phải linh hoạt và nắm bắt tốt cơ hội đến với mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm bất hòa, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi nên bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ hóa giải nghi ngờ, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Từ vi tuổi Canh Thân thuộc mộc dù trong hoàn cảnh nào hãy giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim có cơ hội thăng quan tín chức nên biết nắm bắt cơ hội về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu từ vi tuổi dậu thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện. Cái điều này làm cho bà tuổi dậu đang có điểm báo, có những vấn đề liên quan tới việc tranh lợi đoạt tài, trộm cướp, nghi ngờ, mâu thuẫn xảy ra. Sự mù quáng của bà tuổi dậu có thể khiến cho bản mệnh phải trả giá khá chi là đắt. Và lúc này với bà tuổi dậu hãy bình tĩnh để xử lý mọi việc đừng có quá quan trọng đúng sai vì điều đó vẫn ảnh hưởng tới mối quan hệ mà bạn đang cố xây dựng bấy lâu nay. Cùng với đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu gặp phải nhiều chuyện không như ý trong đường tình duyên của mình đối với những bạn đang còn độc thân, bạn thầm thương người ta mà người ta lại chẳng đói hoài tới bạn, dù người ấy ở ngay bên cạnh, nhưng thực sự trái tim của họ đâu có dành cho bạn. Vợ chồng đồng sàng di mộng, không tìm được tiếng nói chung và bạn tự dậu mệt mỏi khi mà dù chỉ một vấn đề đơn giản, hai người cũng tranh cãi mãi không ngừng nghỉ. Ngày này đối với bạn tự dậu hỷ thần ở hướng Đông Bắc. Vì vậy, bạn hãy thử hẹn hò tại một địa điểm nào đó thuộc hướng này để hâm nóng tình cảm xem sao. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy dễ gây mâu thuẫn nên biết kiềm chế, đừng làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa phát huy năng lực của bản thân sẽ đạt được thành công rực rỡ. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có cơ hội để phát triển nên biết nắm bắt tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc sai lầm có thể sẽ phải trả giá đắt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tình cảm chuyện biến xấu nên vun viến và quan tâm nhau nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp dần ngọ Tuất cho nên bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay rất sung sỉ và may mắn vô cùng bạn tuổi Tuất đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ giúp cho chuyện làm ăn của bạn mệnh được thuận lợi tiền bạc được hanh thông lợi nhuận càng ngày càng tăng tín Tuy nhiên, bản mệnh tuổi tuất cũng cần phải lập ra những kế hoạch chi tiêu sao cho khoa học, trở nên có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, dễ rơi vào cạnh, túng thiếu bởi đây là khoảng thời gian mà với bà tuổi tuất phải chi tiêu khá chi là nhiều. Bạn nên cố gắng hạn chế bản thân chi tiêu những việc thực sự không cần thiết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tuất bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đã. cho nên bạn tuổi tuất làm việc liên quan tới nghệ thuật, y học, luật sư, nghề tự do, hứa hẹn sẽ có những thành tích cao và cho bạn tuổi Tuất có được thu nhập không hề tồi chút nào, tài lộc dồi dào trong tay. Và bạn mệnh tuổi tốt cũng nên nhớ rằng những gì bạn có được hoàn toàn không phải là do bạn làm ra mà có, là do công sức của bao nhiêu người hỗ trợ cho bạn. Vì thế, bạn chớ nên kiêu ngạo mà phải bày tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tin vui về đường công danh tài lộc tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình cảm như ý đôi lứa nguyện hy sinh cho nhau tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên học cách chi tiêu khoa học nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu tử vi tuổi canh tuất thuộc kim công việc càng ngày càng suôn sẻ may mắn nên biết nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có quý nhân giúp sức mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cho nên bà tuổi hợi công việc của bạn cũng như là túi tiền của bản mệnh trong ngày hôm nay luôn may mắn và căng phòng. Vận may tài lộc đến dù cho bản mệnh tuổi hợi có cạn cũng không được bạn mệnh thoải mái trong việc tiêu xài mà không cần phải lo lắng. Trong cái mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày này với bạn tuổi hợi đang gặp ngày họa xung khắc với thủy, cái điều này sẽ gây ra những bất đồng trong cái mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi hợi. Vợ chồng đang có sự lục đục trong nhà, mọi chuyện xào xáo. Nếu như bạn mất bình tĩnh thì rất có thể sẽ không thể kìm giữ được thế cục. Và với bạn tuổi hợi, bất cứ lúc nào bạn mệnh cũng cần phải giữ bình tĩnh cho mình. Yêu nhau đã là nhân duyên, quản bên nhau có được dài lâu hay là không, tùy thuộc vào rất nhiều sự cố gắng và vun viến của cả hai người. Đừng có để cho tình yêu hiếu úa. Trong ngày này, đối với những ai đang còn độc thân, bạn mệnh chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình, nên đành phải ngậm ngùi, ôm mối duyên tình đã lỡ nhưng với bạn tuổi Hợi cũng đừng quá buồn chán rồi bạn sẽ gặp được người ấy của mình hãy cứ để vạn sự tùy din đừng có cố gượng ép mà làm gì từ vi tuổi ất Hợi thuộc hỏ tài lộc được dồi dào tiền bạc dũng dĩnh nên thoải mái chi tiêu từ tử vi tuổi đinh Hợi thuộc thổ tình cảm chuyện biến xấu nên biết tự điều chỉnh từ vi tuổi kỵ Hợi thuộc mộc công việc xuân xỉa Dễ đạt được thành tích cao tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy cứ để vạn sự tùy duyên đừng có miễn cưỡng gượng ép điều gì tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy vợ chồng lục đục dễ xảy ra tranh cãi nên nghiêm túc ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết êm đẹp nhất và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. ซินเจ้ากันมา